Hôm nay mình sẽ làm bò bít tết nha các bạn. Bây giờ mình có 500g thịt. Bây giờ mình sẽ xắt miếng nha các bạn. Mình sẽ xắt thịt hơi dày, nhưng mà mình phải xắt thịt ngang nha. Xắt thịt xuôi thì nó sẽ dài lắm. Thịt ngang như vậy nè. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là đường, một muỗng canh nha, một muỗng cà phê bột nêm nha các bạn. Tương ớt, nước tương, và một muỗng dầu hào nha các bạn. Và một ít tiêu nha các bạn. Không thể nào thiếu tiêu được. Và bây giờ mình sẽ trộn nó ra. Mình trộn đều lên cho thấm gia vị cho mình ướp khoảng 20 phút đi. Khoảng 20 phút thấm gia vị là mình bắt đầu mình có thể chế biến rồi. Rồi bây giờ mình ướp nha, 20 phút.